Xin chào các bạn, mình là Quân đây. Cũng một thời gian dài vắng bóng ấy, thì bây giờ mình đã quay trở lại. Hiện tại bây giờ mình quay trở lại và mình đang review sản phẩm là kem chống nắng. Hiện tại nhà mình đang có siêu phẩm là kem chống nắng GM. Vì kem chống nắng GM là gì? Thì mình trước đã qua về sản phẩm kem chống nắng GM cho các bạn rõ. Kem chống nắng GM là kem chống nắng GM. Tên chính xác nó là GM Solution. Vì thì nó có hai loại, một loại là xanh dành cho nam và một loại màu hồng dành cho nữ. Thì mình là đàn ông ấy, bản thân mình này, mình chỉ dùng gym màu xanh thì mình cảm thấy là rất là ok cho các khỏe mạnh của anh em mình. Thì trước khi ra công dụng của nó thì các bạn biết rồi đấy, thì anh em mình là đàn ông mà mình cần có một làn da ok để có người yêu đúng không, thì mình đã lựa chọn gym đó là gym màu xanh. Đây, trong tay mình là lọ gym màu xanh dành cho phái mạnh. Bây giờ mình test thử anh em nhé. Mình cũng hướng dẫn luôn cách sử dụng của sản phẩm này nhé. Trước khi ấy, bóc hộp ra thôi. Trước khi sử dụng, trước khi mình ra ngoài 15 phút thì mình rắc đều chai này. Rắc đều này, mình phịt ra, phịt bất kể chỗ nào cũng được. Cổ, mặt, chân, tay, chỗ nào hở thì anh em phịt. Ok chưa? Mình rắc đều này. Đó, chơi cho anh em này. Tại mình đang ngồi trong nhà, mình test thử cho anh em những phần nhạy cảm như cổ, chân, tay. Và cái này không có tác dụng phụ anh em nhé, dùng thoải mái luôn, em xịt chỗ nào cũng được, trừ chỉ ở mắt thôi, ok chưa? Dùng sau anh em đập hơi nhẹ này, thơm như anh em nó thậm chí ra hồ dầu hoa luôn, rất là thơm, mùi nhẹ. Ok anh em, công dụng của cái con cửa có GM này, cái phái của anh em này, nó là như này, làm tăng sức đàn hồi da này, và làm mịn da, giúp da, giúp ánh nắng trái trong, giúp ánh nắng trái trong mặt trời chiếu vào da của mình, trực tiếp vào da của mình. Ok, nghĩa là mình chịu được rồi, thoải mái đi, thậm chí là không cần dùng phải hạ chống nắng luôn, anh em mình không phải lo lắng về vấn đề mà nắng chiếu vào cảm giác đen da, rồi nó bảo vệ da khoảng đến 12 giờ tận đến 12 giờ, tức là anh em đi làm buổi sáng xịt. Buổi tối với anh em ok luôn. Không, anh em không phải lo vấn đề là ui rồi đi lúc nào ra đi đường hay là phải mặc áo chống nắng. Đây, nói không, riêng GM sản phẩm mình. Riêng GM của mình, GM Sex Solution của mình thấy cái phái mạnh. Anh em chơi thoải mái anh em. Anh em buổi sáng thì tối, đến tối anh em về vẫn ok. Kết nắng. Nó còn giúp anh em tăng độ lần hồi ra. Ok chưa? Thế anh em mình xịt thế này. Anh em cảm giác sờ vào da rất sướng mịn này. Thơm, thấy nước hoa ở đâu? Như mình hiện tại là mình đang dùng sản phẩm GM này, pha mạnh anh em mình là có thể thay đổi nước hoa luôn anh em. Dùng sản phẩm GM rất thích anh em ạ. Lời khuyên của mình là dành riêng của bản thân mình dành cho các bạn đánh mạnh là nên dùng GM xanh. Với thời tiết hè nóng bức ở Việt Nam mình như mình là nên dùng GM xanh. Muốn có bạn gái hãy dùng GM Solution. Ok, chào anh em.